kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Trận chiến Biển Đông Tận Thế do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Trong sấm kinh Kim Cổ Kỳ Quan, Giác Mê 36 phần 4, ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915, đã dùng thuật ngữ châu cày đáy biển. Chữ châu ám chỉ bộ máy quân sự hung dữ giết người chết hàng loạt, cụm từ cày đáy biển ám chỉ chiến tranh binh lửa đánh trận tại biển khơi thuật ngữ châu cày đáy biển, ám chỉ chiến tranh bùng nổ ở biển khơi do sự tranh giành lãnh hải biển đảo trên Thái Bình Dương, đưa đến tận thế lọc lược nhân loại chết bảy còn ba. Ông ba khuyên người đời hãy lo niệm Phật thiền tâm màu thoàn hầu thoát qua cơ sàng lọc. Chống kia chập bảy chập ba. Trực nhìn giường thấy biểu tỏa thiên thai. Trình lạ thay châu cày đáy biển. Người đã cười hở miệng cùng nhau. Màu thoàn đắc ý cũng màu, thoàn bằng thiền còn hơn trên trúc công hầu vương khanh. Lợi với danh hôi tanh hôi tưởi, cớ sao người bỏng bưởi tranh giành, nay mai sấm nổ liên thanh. Phi cơ hỏa tiến khởi hành biển đông, tàu hạm đội cuồng ngông giáp trận, châu hạt nhân sân hận lao sao. Bình dương nhuộm đỏ máu đào, lửa khói mù mịt sóng trào bốn phương, trận chiến thái Bình dương âm ỉ, chuyển xây qua Âu Mỹ Úc Phi. Hoàn cầu vướng họa sầu bi tận thế chết bảy con thì có ba. Cũng vì tham làm cha bá chủ, giành ngôi trùm cao thủ hoàn cầu, Mỹ Tàu thách đấu đánh nhau. Ai thắng sẽ được đứng đầu bá vương. Phật thấy trước tìm phương giải nạn, khuyên khách trần kết bạn thánh hiền, ai người hữu phước hữu duyên. Màu trơn lẹ bước lên thuyền về quê. Đừng lưu luyến trần mê bến khổ, về tây phương hội ngộ quần tiên, hưởng mùi sen báu thiêng liêng không già không chết vĩnh miên lạc ngàn. Hãy cố gắng tu càng tinh tấn. Ngày với đêm phấn chấn thiền tâm. Dù đi dù đứng ngồi nằm. Luôn niệm sáu chữ thậm thâm di đà. Sydney, ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023, Kỳ Vân. thuở xưa là giặc ô xảo, bây giờ là giặc nhật tàu tranh đương. Sám giảng người đời quyền chín sư vái bán khoai viết năm 1901 trong sám giảng người đời quyển năm sư vãi bán khoai viết thương thay trung quốc chẳng lành bị phù tang nhiễu khổ hành lê dân nhưng mà trời chưa định phân cho nên trung quốc lo cần các nơi giàu cho giặc giã tơi bời kể sao cho hết tai trời dân ôi hạ ngươn này đã hết rồi minh hoàng cầu phật lập đời thượng ngươn tu hành nhân đức thì hơn thay hồn đổi xác nhờ ơn cửu trùng Trung Quốc hành động hung sùng. ỷ thế nước lớn hoành tung ngang tàng. Bản đồ chín khúc dọc ngang. Chiếm hết biển đảo kho tàng biển đông. Trận đường hải lộ lưu thông. Làm cho nước Nhật chạy vòng xa khơi. Phù tang chống trả tuyệt vời. Mua đảo kịp thời ngư điếu hoa đông. Giật giành biển hải minh mông. Nổ ra trận chiến Á Đông Hải Hùng. Châu triệt An Nam bắt dùng. Châu Nhật Nam Việt thu dung chém tàu, Nhật tàu vướng nghiệp binh đao. Chiến tranh giành giật máu đào tuôn rơi, ngồi buồn nói dốc mà chơi, ngựa gà sẽ biết vậy thời thiên cơ. Sydney, ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023, kỷ Vân. Thánh Minh Thánh Thần tự minh thần, xem trong Nam Việt họa gần phước xa, Phật hữu Phật sao lại nói ma. Ma mà, mà cho đó mới ra đỗi này. Châu Nhật bổ Nam Việt bắt cày gay gò chó sủa hàng ngày sủa dài. Thấy người ta ta lại tưởng ai, ngậm ngùi sự thế phân hai Phật trời. Bảy việc hại ba việc lợi đời, chết bảy còn ba. Nhiều dư ít thiếu kêu trời chi dân. Kim cổ kỳ quan bảy phần mười bốn, ông ba Nguyễn Văn Thới viết một nghìn chín trăm mười lăm. Kỳ dậu trước thầy ra độ đời. Giáo dân bá tánh không lời nào nghe. Tới hội này thấy việc bể ghe, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bổ. Kiểng Long Châu sau có hai hồ. Trời xanh giúp vững cơ đồ hớn bang, Chốn màn loan giấc điệp chẳng an, tưởng thôi áo não trung cang tâm tình, việc trước lo lo trước một mình. Nhìn sau ít kẻ nhất tình lo âu. Giếng bồi cạn trí dốc đào sâu, thả trà như cá để sau độ ngày. Châu của triệt An Nam bắt cày. Khỏi siêu khỏi thuế khỏi giày lao đao. Kim Cổ Kỳ Quan 17 phần 33, ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm Ất Mão 1915. Lời bình, thuật ngữ châu ám chỉ bộ máy quốc phòng quân đội sức mạnh gây ra chiến tranh. Thuật ngữ bắt kẻ có cái lý đặc biệt là phải gây ra chiến tranh, dùng bộ máy quân đội châu đánh nhau. Nghĩa là vì vị trí địa chánh trị của Việt Nam trên Biển Đông, hai nước tàu và nhiệt sẽ đối đầu một mất một còn châu nhiệt châu của chệt cả hai nước Nhật và Tàu Triệt phải gây ra chiến tranh bắt cày vì Nhật và Tàu tranh giành vị trí địa chính trị vùng biển Thái Bình dương bao quanh quần đảo Senkaku và đặc biệt Biển Đông có trữ lượng dầu khí quá lớn. Đồng thời, Biển Đông cũng là con đường thông thương quan trọng nhất vùng Ấn Thái Bình Dương. Việt Nam là nước có vị trí bao trùm phần lớn Biển Đông, nên hai nước Nhật và Tàu đều muốn giành giật, phải gây ra chiến tranh tận thế chết bảy còn ba. thuở xưa là giặc ô xảo, bây giờ là giặc nhật tàu tranh đương, sám giảng người đời quyền chín sư vái bán khoai viết năm 1901. Nhật là đồng minh quân sự của Mỹ, khi tàu đánh Nhật, ắt là Mỹ sẽ tham chiến đánh phủ đầu nước tàu bằng vũ khí nguyên tử xóa sổ Bắc Kinh và lãnh tụ nước tàu chết bể ghe. Tới hội này thấy việc bể ghe, khuyên lòng bá tánh trồng che đương bổ, cùng từ bể ghe ám chỉ lãnh tụ giặc tàu chết đồng thời bể ghe cũng ám chỉ bể tàu nghĩa là nước tàu tiêu vong. Cụm từ trồng tre đương bổ, ngày xưa, nhà nông phải lo xa, trước khi gieo giống cấy lúa, phải sớm trồng tre đương bổ để kịp vựa lúa. Ý ông ba khuyên bá tánh hãy gấp tu hành trưởng phước đức trồng tre đương bổ trước khi xảy ra sự cố bể ghe, như vậy kịp thời sống sót qua cuộc sàng lọc chết bảy còn ba. Bảy việc hại ba việc lợi đời, nhiều dư ít thiếu kêu trời chi dân. Sydney, ngày 1 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.